Trong khuôn khổ giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc toàn quốc năm 2016, đây là trận đấu ván thứ nhất. Nguyễn Anh Tú của Tuyên Thị Hà Nội giao bóng. Video được thực của Tuyên Thị Hà Nội và Đoàn Bá Tân Anh của đội Hải Dương. Tỷ số trận đấu đang là 1-0 tại Liên Đoàn Nguyễn Anh Tú. Trong khuôn khổ giải bóng bàn các tỉnh xuất sắc toàn quốc năm 2020, đồng Nguyễn Anh Tú của Tiên Thi Hà Nội, Nguyễn Anh Tú đang tạm dừng trước với tỷ số 2-0.
Nó chỉ đến đây thôi. Muốn cây dài phải mua thôi. Không phải.